Chiều 27 tháng 8, thành phố Hội An tổ chức bế mạc trao thưởng giải bóng đá thiếu niên truyền thống hè 2022 trên cấp BIDV. Trước đó, trong trận chung kết sau thời gian thi đấu chính thức, đội bóng đá thiếu niên Sạc Cẩm Kim đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội bóng đá thiếu niên phường Cẩm An để đoạt chức vô địch. Ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho đội bóng đá thiếu niên xã Cẩm Kim, giải nhì và giải phong cách thuộc về đội bóng đá thiếu niên phường Cẩm An. Ở các giải cá nhân, thủ môn xuất sắc nhất giải là Nguyễn Quang Huy của Cẩm Kim, cầu thủ xuất sắc nhất giải là Nguyễn Tấn Ngọc của Cẩm An. Cầu thủ Huỳnh Phi Hổ của Cẩm Kim ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Diễn ra từ ngày 15 tháng 8, giải bóng đá truyền thống thiếu niên thành phố Hội An hè 2022 tranh cúp BIDV có 12 đội bóng của các xã phường trên địa bàn thành phố tham gia. Đây là sân chơi bổ ích hấp dẫn cho thiếu niên thành phố trong dịp hè, đồng thời giúp phát hiện những cầu thủ tài năng để huấn luyện, bồi dưỡng, làm nồng cốt cho phong trào bóng đá trẻ của thành phố.